Bắc thì gió mùa về gây lạnh được một ngày rồi lại suy yếu. Nhưng đợt này thì nhiệt độ sẽ không tăng nhanh, phải không chị Quỳnh Hoa? Vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Với đợt lạnh lần trước, đợt không khí lạnh lần trước thì nó khi xuống mang theo gió đông bắc khô nên mang đến cho miền Bắc trạng thái chính là nắng hanh. Còn với đợt này thì các yếu tố hình thế đều không thuận lợi cho việc chuyển nắng. Trước tiên đó là khối không khí lạnh xuống mạnh từ ngày hôm qua và nó bắt đầu suy yếu cũng như là di chuyển lệch về phía đông. Và thứ hai là một rãnh thấp ở trên độ cao 1.500m và lần này sẽ tồn tại lâu hơn. Vì vậy mà từ đêm qua những cơn mưa đã quay trở lại miền Bắc và dự báo là mưa sẽ còn tiếp diễn trong sáng nay cũng như là sẽ lặp lại vào cả buổi đêm nay nữa. Các khoảng thời gian khác trong 3 ngày tới trời sẽ chủ đạo là tạnh ráo nhưng trạng thái thì sẽ khá là nhiều mây. Vì vậy nhiệt độ sẽ tăng lên khá chậm. Như tại thủ đô Hà Nội, nếu như hôm nay nhiệt độ cao nhất là 25 độ thì 2 ngày tới sẽ lần lượt đạt là mức 26 rồi đến 28 độ. Và đây là mức nhiệt mà cơ thể chúng ta cảm thấy thoải mái cũng như là dễ chịu nhất. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực miền Trung. Với các tỉnh thành từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận cũng như là khu vực Tây Nguyên, dự báo hôm nay thời tiết vẫn chưa có gì khác ngoài là nắng ráo. Nhiệt độ khắp vùng sẽ phổ biến trong khoảng là từ 29 cho tới 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ thì một vấn đề đáng lưu tâm đó là chiều tối nay cảnh báo tiếp tục có mưa trên một nửa diện tích của khu vực. Có nơi mưa vừa mưa to và rất dễ kèm theo các hiện tượng như là dông lốc và sấm sét. Khả năng từ ngày mai thì mưa sẽ gia tăng rõ rệt hơn và mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Chuyển sang thời tiết biển, với huyện đảo Hoàng Sa thì dự báo là trời có mưa vài nơi, gió đây chỉ khoảng là cấp 4 và sóng biển thì không vượt quá 1m50. Còn với huyện đảo Trường Sa cũng như là các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu hay là Côn Đảo, hôm nay khả năng sẽ có mưa dông và rất dễ tiềm ẩn theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình. Đây là chương trình dự báo thời tiết 24/7 của VTV, được phát sóng trên nền tảng số. Và để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thời tiết nào của chúng tôi trong ngày, quý vị hãy like, hãy share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi.